What's up YouTube? Yeah. Và chào mừng tất cả bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay sẽ là một video rất là thú vị nha. Đi thôi. Theo dõi hết đi. Hú hú, yeah, và mình đã quay trở lại rồi đây. Chết. Và mình sẽ có một điều bất ngờ cho các bạn. Mà trước khi nói điều bất ngờ ấy là cái gì thì mình sẽ thay cái áo á. Quá đi bộ gần 3 cây số. Hết tiền, chả có tiền bắt Grab về nữa, mệt quá. Từ mình xin chắc cái áo nhá. Yes, và mình đã quay trở lại đây. Rất là thoải mái với chiếc áo Adidas này. Đương nhiên là hàng fake thôi. Thì trước khi bắt đầu giới thiệu video ấy, thì mong các bạn đừng có để ý phần đống quần áo sau này làm gì nhá. Bởi vì mình không có tủ ấy, chỉ biết treo như thế này thôi. Ok, và nhân vật chính của ta, chúng ta ngày hôm nay sẽ xuất hiện. Yeah. Ten. Oh, ngược rồi. Yes, các bạn biết cái gì không? Mình chờ đợi rất lâu để cầm trên tay cuốn truyện này. Mặc dù mình đã, mình chưa đọc. Mình một người thích cầm truyện mình đọc hơn. Thay vì là đọc trên web, nó cho mình cái cảm giác nó không được thoải mái lắm. Ok, và đây là hai cuốn Anti tập 91. Lần đầu tiên mình mới mua hai cuốn nó giống nhau như thế này. Trước thì mình chỉ mua một cuốn thế này thôi. Bây giờ mình mua tận hai cuốn. Các bạn biết có cái gì đặc biệt chưa? Đó chính là nó có một cái bìa phía trong ấy. Hàng limited. Chỉ có trong đợt này thôi. Nghe chưa? Có nghĩa là cái bìa này là bìa thường nhá. Bìa thường này. Và phía bên trong này nó có một cái bìa, nó limited này. Phải săn rất chi. Cũng không hẳn là mệt mỏi đâu, nhưng mà tỷ lệ cái bìa này nó cũng không được cao lắm. Tầm 30-40% gì đấy. Mình thấy có một đống mà mình chọn chỉ có hai cuốn này thôi. Không, hình như là còn 3 cuốn. Mà có một người khác lấy một cuốn trước rồi. Thì mình nhanh tay hốt hai cuốn này à. Và bây giờ mình sẽ unboxing để xem các bạn có cái gì đặc biệt phía trong nhé. Ok. Oh. Ok, và đây là hai nhân vật chính của chúng ta. Đây. Các bạn có thể theo dõi một cách cận cảnh nhất. Thì bây giờ mình sẽ để vào một cuốn một bên nhé. Mình chỉ mở một cuốn thôi. Thì mình sẽ giải thích thêm phần bìa. Có nghĩa là trong một cuốn như thế này, nó sẽ có xác suất có thêm một cái bìa limited phía trong nữa. Có nghĩa là cái này có cuốn sẽ chỉ có mỗi cái bìa thường này thôi. Và có cuốn sẽ thêm một cái bìa limited kẹp phía trong. Đấy, các bạn hiểu chưa? Thì các bạn có hiểu vì sao mình biết chắc chắn cuốn này có limited không? Tí mình sẽ giải thích nhá. Còn bây giờ thì tiến hành unboxing thôi. Yeah. Chắc không cần dao đâu ha. Mở ngay và luôn. Ok, mở ngay và luôn nhá. Vừa mở vừa thổi đây, nóng hổi quá. Ten, mới tinh nha các bạn ơi. Rồi. Bây giờ nhá, thử ấy nhá. Đấy. Các bạn thấy chưa? Thì ra mình nhầm à? À, có nghĩa là thế này này. Nó sẽ có hai mặt bìa. Nha. Đây là cái mặt bìa limited. Đấy. Còn đây là phần mặt bìa thường. Ok chưa?
Các bạn hiểu chưa? Đấy, giờ bẻ ngược cái bìa này lại là ta được ngay một cái bìa limited thôi. Oh yeah, rất tuyệt vời đúng không? Mày chưa? Đấy, các bạn đã hiểu vì sao mình mua hai cuốn chưa? Tuyệt vời. Sự sợ Samurai, cái này đang tiếp tục cái phần mà đường đến Wano, Zoro, Luffy và Kaido nha. Yeah. Về phần nội dung thì mình nhiều bạn chắc đã biết nên mình không nói qua nữa. Đây là phần Luffy cũng như là băng mũ rơm tái hợp ở Wano. Wano có nghĩa là hình như là tên của nước Nhật Bản ngày xưa ấy, như kiểu là như mình, như Việt Nam mình là Âu Lạc ngày xưa ấy, Văn Lang các kiểu. Ok yeah. Và à khoan, trước khi kết thúc video thì mình có một điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Vì sao mình biết cuốn nào có limited, cuốn nào không? Thì đây nhá, các bạn nhìn vào phần này này, các bạn nhìn vào cái phần này này, nếu ở đây ấy nó có cái màu đen đen thì chắc chắn bên trong là bìa limited. Còn nếu mà nó trắng như thế này, ví dụ nhá, đây nó trắng như thế này, đây các bạn có thấy không? Chỗ trong trong cái bìa trong này này, đấy, nó trắng đây. Không phải cái ở cái chỗ này đâu, ở trong cái bìa này này. Đây, đây có màu đen, các bạn thấy chưa? Đấy. Các bạn thấy rõ ràng chưa? Nào nét rồi. Đấy. Đây là cái màu đen do cái bóng để nghiêng thế này, các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn, thấy chưa? Đấy, đấy là một mẹo nhỏ cho các bạn. Ok, thì bìa rất là xinh xắn đúng không? Tuyệt vời. Phiên bản này chỉ có ở Việt Nam thôi nhá. Ok, cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video. Đừng quên để lại một nút like cũng giống như là một nút subscribe kênh ủng hộ cho kênh của mình nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Yeah, và cho các bạn ngắm lại hai cái bìa rất gì là xinh đúng không? Yeah, cuốn này mình sẽ không bóc ra. Ok, các bạn hãy tranh thủ săn nhanh đi nhá, bởi vì đợt này mình thấy rất nhiều người săn cái cuốn này. Hình như ngày mai hay ngày kia gì đấy là có một đợt offline của One Piece ở Hà Nội ấy. Nó sẽ có 3 cái bìa super limited, trời ơi tuyệt vời, mà chỉ có 100 người đầu tiên thôi, khó lắm. 3 cái bìa ấy cực đẹp luôn, nó có họa tiết kiểu như thế này này, mà nó có 3 màu xanh và màu đỏ là cho Luffy này, màu dương, màu lục là cho Zoro và màu xanh dương là cho Sanji. Và cái bìa này khó săn lắm. Mình thấy nhiều người bảo xếp hàng tối hôm qua, tối hôm kia xếp hàng chờ. Uầy, cái đấy thì mình không ham hố rồi. Quan trọng là cái bìa này nhá. Các bạn, mình có cái mẹ, mình đã chỉ cho các bạn ấy, hãy cố gắng tranh thủ săn cái bìa này nhanh nhá, bởi vì sau này không có nữa đâu. Mình thấy có người mua tầm 10 cuốn luôn. Trời kinh. Đam mê là bất tận. Thôi video là dài rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.